lại rồi đó, con thôi mặt như xác chết vậy đó. Cái này massage mặt này theo kiểu nước nào em? Nước Việt Nam. Nước kiểu vậy hả? Ừ, nước Việt Nam đó. Khi nào massage gì lát nữa cái mặt anh đó. Cứng dữ đâu, móng anh mềm lắm, lẹ lắm. Mềm nè, thì đấy tôi coi coi nó mềm cỡ nào nè. Ủa sao thường thường mình nhớ là đi vô chỗ khác mình ngắm này nước hơi ấm ấm, sao nước em lạnh ngắt vậy em? Nước lạnh chứ nước ấm gì cha mà... Ngâm làm móng tay mà cũng làm như là con so vậy á, cần nước ấm. Không có, nhưng mà anh thấy nước này lúc đầu anh thọt tay vô thấy nó lạnh lạnh, bây giờ sao anh thấy nó ấm 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 ấm. Rồi đưa tay đây. Làm
Dạ ông nội, con để gì trang vậy cho ông luôn nè. Cắt da thôi. Sáng giờ mình làm được bao nhiêu móng rồi? Có mình ông mở hàng đó. Mình mở tiệm lâu chưa? Em kể nghe coi. Nói chung là đó giờ cũng 5 năm rồi. Mà lần đầu tiên mới thấy gì khách chà bá lửa nha anh vậy đó. Khoan. Cái gì nữa? Cần nhúng nước không? Nhúng rồi, đủ rồi. Nhúng nữa nó nở thay le. Mà khoan. Ô là chào để tôi cắt coi ba ngồi chảy máu bây giờ. Mà khoan. Em cắt món này được không? Món này trước đi. Ô là trời, lần đầu tiên tôi mới thấy á, gặp khách mừng còn hơn cái gì nữa mà khách này ra bực bội á. Nhưng mà thôi em cắt món này đi. Món này nó dài hơn, món này nó ngắn nè, cắt món này. Giờ cắt vô hay là để nguyên cái phơm móng? Thì em cắt sao em làm sao đúng của em làm thôi. Đây, lần này mà giật nữa là chia tay ông luôn à. Nha, tôi cho ông đi về luôn đó. Khoan đi, để coi ơi. Thôi làm bên đây trước đi. Ô là chào cha nội này nha. Một hồi là ông bước ra cửa tôi đốt phong đông ông liền đó. Sao mình không chi cái kia lên mà sao đấy? Nãy bên đây chi, bên đây không chi. Bây giờ vô cắt luôn nè, nó mềm lắm rồi. Còn mình chi đi cho nó an toàn chứ cái này đâu. Vì bên đây chi, bên đây không chi, kỳ đó. Dạ ông nội, hao tốn kem con nữa rồi nè, đó thấy chưa. Cái này làm mềm da, trừ khi nào mà da cũng cứng người ta mới làm. Còn cái này da mềm lắm rồi. Để cái này vô cho chân nhớt ai gì. Cho khỏi cắt luôn ai gì. Móng lần này thôi nha. Lần sau là lỡ là tôi không có làm móng mà tôi rút móng không đó. Vậy làm bên nào? Cũng là chờ cha này chờ. Chờ chút. Giờ thôi làm móng giò trước đi. Làm móng giò nữa hả? Người tay chân như quỷ vậy mà móng giò chưa ngâm mà rồi làm móng giò. Bây giờ tôi làm móng tay. Anh hiểu không? Bây giờ bộ móng tay anh chưa xong thì anh đừng có nên làm móng giò. Đó. Giờ đưa đây. Cái gì nữa? Chưa, từ từ. Làm lại đi. Cái vụ gì? Chắc anh đi về quá. Ô lại à. Đủ rồi nha. Tính sau nha. Thôi đi luôn đi cha nội. Mơ mốt mà lỡ kiểu này là tôi đốt không đông nha. Đốt là quen.